xin chào tất cả các bạn thân yêu của Mít. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mít Tung Tăng. Các bạn ơi, sau khi ăn trưa xong thì bọn mình lại tiếp tục lên xe để đi đến Long Khải. Các bạn cùng đồng hành với bọn mình nha. You were frozen in fear to admit that you're queer, but you took a chance to come clear and found love. Now you celebrate. What do we know? Everything you planned can fall through your fingers just like sand. When you jump, who knows where you'll land? What do we know? Even if you try, giờ bọn mình đang di chuyển lên xe điện để về chỗ nhận phòng. Các bạn cùng theo mình nha. Đẹp chưa nào mấy bạn? Dạ, yeah, và chồng diễn sâu cả người. Là cái hạn chế vào thôi là ôm nha chụp. Không nhận diễn sâu. Ô tô mà chị. Xe. Giờ kính lên là cười lên. Xe điện đến đón. Tới luôn rồi mà không biết. Ôi, phòng mình gần lắm các bạn ơi. Đây có tivi nè mấy bạn, tivi nè. Đồng hồ. Cửa sổ vàng. Đây, có cái kính. Trời quá trời. Quá trời là mì nè, coca nè. Ôi mà. Dán niêm phong mấy bạn. À, uống mà chết nha. Uống mà tính tiền á. Không có cà khịa được. Dưới đây thì có cái tủ lạnh, có cái sọt rác bên này nữa, cái ghế. Cái gì đây? What? Cảm ơn nhà Mỹ Quy. Rất thích đặt cầm bạn giá làm rớt thư đền nè. Tấm chăn logo, cái gì cũng có logo hết. Đặt
biệt cực kỳ kỹ. Đây, không hút thuốc, không có chó mèo, không có sầu riêng, không có bia rượu vừa lửa. Nè, làm hư rồi đền nè. Đó. Số điện thoại nè, để gọi nè. Có đồ ăn không bạn? Đói gọi là ok. Giá phòng. Giá phòng không. Trời, nói chung mấy trang sau là nó dịch lại là tiếng Anh của phần trước thôi. Xong rồi. Đây, chỗ để đồ. Giá phòng. Áo. Đây, toilet. Toilet nè. Bồn tắm. Cái rèm. Kéo rèm rẹt 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 luôn. Review cho bạn xong rồi. Mình tắm rửa thay đồ nghỉ ngơi nha. Tạm biệt các bạn. Xin chào các bạn, xin chào mọi người. Mọi người ơi, mình vừa tắm xong, bây giờ mình sẽ đi ra và phía bãi biển để coi có cái gì ăn không. Là nghe nói ở đây có cái hồ bơi đẹp lắm. Mình sẽ đi quay chia sẻ với mọi người. Mọi người cùng chờ xem nha. À, mọi người nè, mình đi tắm biển mà mình mang nguyên cái ba lô theo. Tại vì phải đựng mấy cái thiết bị quay phim á, để quay cho mấy bạn xem chia sẻ, cho nên không có được thảnh thơi giống như mọi người. Mọi người nhớ là mình cực khổ như vậy thì mọi người phải ủng hộ, nhớ subscribe, like và share cái video này cho mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ thì chúng ta cùng đi thôi. Biển to quá, bé chẳng dám tắm đâu. Đi xuống đây thử coi, nhưng nghe nói dưới đây nè. Trời, nắng chói quá các bạn ơi. Bây giờ là coi mấy giờ rồi. Ủa, mấy biển ở đâu không biết đâu. 4:10 rồi mà trời nắng quá. Hả? Lấy hàng đâu? Giờ tụi em cũng đi lang thang luôn. Đâu như nói tụi chung nó bị. Em đang nhé. Trời nắng chói quá. Cái này à. Đi sẵn rồi, đi thử thôi. Xe Xpander rồi. Cái này của hội tụi mình đi á. Đường đi thẳng xuống là hồ bơi, đúng rồi. Đường Queen Min Tour. Rồi. Đây. Ở đây có cái hồ cho mấy đứa con nít chơi. Ngoài kia là biển. Nhảy đi em, nhảy đi. Vô. Chưa có con mà làm gì vậy ba? Hello, hello. Đâu đang mấy đang làm gì cơ? Đâu còn con không? Bắt đầu ra, phát hiện ra nhá. Đang nhìn con thì cứ nghĩ. Từ lâu con đi từ vừa đấy ra không nhìn. Ra đây ngồi ngắm. Ngắm gái, ngắm gái. Ngắm trai. Ngắm trai à? Ngắm trai đâu. Trai mấy con nhé, trai mấy con. Bơi dành cho trẻ em. Không có 9. Không có 9 mét. Chưa được 1 mét. Chỗ này đi tay. Ui, có nước các bạn ơi, có nước thiệt, mình tưởng nó hư. Nhìn nó xì cùi vậy mà nó có nước thiệt. Cái này là mấy cái phòng này.
Hương. Đây là khách sạn Hương Phong á. Chỗ này nằm nghỉ ngơi bạn, bơi xong ra đây nằm. Này quá nhiều dừa. Và bơi cho người lớn cao từ 1m tới 1m. Đi cát các bạn, nó lúng 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 lúng. Nên, mấy người ở đây nè, mấy người dân ở đây nè, dân biển á, toàn đi kiểu hai hàng các bạn. Các bạn nhìn nè, thấy không? Sau lưng mình là dù nó dài, dài dài ra phía kia luôn, phía bên này nữa. Đẹp lắm mấy bạn. Đây, đi lại đây. Cho mấy bạn xem mấy cái nội quy này kia, giá cả ở đây nè. Giá dịch vụ cano nè, 30 phút là 800, 60 phút là 1.600.000, quy 7 tấm nè. Để đảm bảo an toàn thì cần phải thực hiện các quy định sau à. Thời gian tắm là từ 6 giờ đến 18 giờ, 6 giờ sáng đến 6 giờ tối mấy bạn. Trước khi tắm biển này thì phải khởi động này kia để không bị chuột rút mấy bạn. Bị bệnh tim này kia thì đừng uống nhiều rượu bia. Để tắm biển thì nó bị chuột rút này kia không ai cứu kịp á. Cho trẻ em tắm biển có người theo dõi đúng không mấy bạn? Mấy đứa nít nó biết gì đâu, xong nó bị sóng biển cuốn trôi đi mất làm sao. Để vui du khách không biết bơi thì mở phao. Ôi mẹ ơi, áo phao đâu mà mặc, với lại ta không biết bơi thôi, mình ngồi trên bờ mình chơi chơi tí thôi. Nếu mà gặp người cần kêu cứu á mấy bạn cứ giúp đỡ nha. Đó, với lại cái cờ mà ca cắm màu đen á, thì nước sâu dưới xoáy, không có nên đi vào đó. Lúc liêu xê liền luôn.
mà mình nghĩ từ ở biển mà đi lên là WC làm gì, mọi người đi dưới biển mọi người tè trơn mất tiêu rồi, mắc mớ gì đi lên trên đây tè làm gì, nói đúng không? Mùa này cũng vắng người đi tắm biển các bạn. Bây giờ 4 giờ hay là tại giờ nắng quá, mọi người thường chắc tắm sớm. Nắng lắm các bạn ơi. À, nắng. Nắng chói chang nóng lắm. Miền Nam mình chỉ có hai mùa thôi. Mùa nắng với mùa nắng thấy bà luôn. Đâu có mùa mưa mùa gì nữa đâu. Cái cổng chèo dưới đây nè, đu này kia, đây để chụp hình với bạn, cái mấy cái thuyền dưới đây ngồi chụp hình dưới đó đẹp lắm các bạn. Thôi biết ai ở trong cái nhà phao này mà nó nhúng rung cái nhà phao luôn các bạn. Ủa này có không? Có gì trong đó hình như nó bị nổ các bạn thấy không? Nó bị xì á. Thôi, hết hồn luôn. Con nước ở chỗ này nó vàng quá vậy. Lâu ngày chưa thấy. Trên đây nè, chịu xuống. Cho mấy đứa nít chơi thôi. Nhẹ hơi chụp nước. Nhìn nước nó xanh lè, hơi bẩn. Rác hôm nay nhiều quá vậy. Bốn chục ngàn một vé thôi, chơi ở đây cái này người ta bỏ cái vải lên để cho mình đi nó dễ nè, không bị lúng á. Biển to quá bé không dám tắm đâu, biển xanh quá bên bờ cát trắng phau, bê tập đây là con ốc gì hả? Không phải, cái này á là cái ấy của con mực á, cái nang mực á. Không phải ốc gì đâu, cái nang mực á. Đây nè, con nhum biển nè. Quay cái đầu kia nó. Con này chết rồi, con nhum biển to ăn ấy. Gì nhím biển? Thì nó vẫn tin là nhum biển mà. Các bạn nhìn thấy không? Con này nhỏ rồi, con to mới ăn được. Ta bán khoảng 20-25 ngàn một con á. Ồ, cô này có bán cái gì vậy? Ghẹ, to lắm. To lắm nhưng mà chưa có luộc đúng không? Biển em nha bạn ơi. Mình đang nhắn tin. Bây giờ mình sẽ đi bộ lên phía trên kia nữa. Biển có mấy con gì á mấy bạn. Các bạn xem nha. Con dẻ chèn mấy bạn. Có câu là dẻ chèn cái cát bị trong. Trời trời mấy bạn ơi, mình mới vừa bị sóng biển tạt ướt hết quần áo. Quần áo tôi hên, cái quần này là quần da không có ướt á. Nghe lời xuôi dạy, nghe lời xuôi dạy hả, xuôi mình leo qua kia và đợi cơn sóng đến ập ướt hết đồ luôn. Lý do nào mấy bạn làm cho mình ướt vậy? Mình là muốn có một cái hình ảnh giống như là những mọi người mình cưới vậy đó. Có hình ảnh nước tung lên. Giờ mà đồ hết mà mình tắm rồi mấy bạn, không có đồ thay nữa. Bây giờ chúng ta đi đâu vậy Khánh? Đi lên bờ. Lên bờ. Ok. Mình đi lên bờ nha mấy bạn. Đi lên bờ hướng này nè. Đấy. Mong muốn có một tấm hình gọi là giống như là cô dâu chú rể cho nên hậu quả nè. Hậu quả. Tay rít luôn rồi mày, ướt hết rồi. Mình ghét tắm biển á. Ôi
cuối cùng đã lên được trên bờ, nhưng mà cũng ướt hết rồi. Trong chỗ này chỉ có bán ăn uống như đồ nhậu thôi ha. Đi ra ngoài đó luôn hả? Hả? Đi ra phía ngoài đó luôn hả? Rửa chân mấy bạn ơi, cát không à. Rửa tay luôn, rất luôn. Tiếp tục đi khám phá cái resort này. Bây giờ chị đâu vậy? Đi vòng vòng, nghe lời số dạy ướt hết người luôn. Vô. Ai giúp coi. Rụng hả? Mấy bạn ơi, mấy bạn chơi chưa? Cái này là chơi cái gì ta? Dây đu gì, xích đu. Không, chơi thú nhún, cái này là thú nhún. Không, không nhún là nhún cơ, còn đây là xích đu. Vui lắm rồi mấy bạn. Mấy bạn ghé tay thử nha. Coi con này nó chịu được mấy người nữa. Tạm biệt các bạn thân yêu của Mít. Các bạn đừng quên ấn subscribe để theo dõi những video và cùng Mít khám phá về ăn uống và du lịch vào mỗi tuần nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.